Đàm Tùng Vận tự phá vỡ hình tượng nữ thần thanh xuân chỉ bằng một hành động. Thông tin mới về Đàm Tùng Vận nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhờ thành công của những dự án thanh xuân vườn trường, Đàm Tùng Vận được dân tình yêu ái, đặt cho biệt danh nữ thần thanh xuân. Đến nay nhiều gương mặt mới xinh đẹp thanh thuần xuất hiện, nhưng chưa ai đủ trình để có thể kế nhiệm danh xưng của Đàm Tùng Vận. Tuy nhiên mới đây, mỹ nhân sinh năm 1990 bất ngờ xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ, được nhận xét một trời một vực so với hình tượng trước đây của cô nàng. Cụ thể, Đàm Tùng Vận tạm cất đi danh xưng nữ thần thanh xuân để tái xuất với hình tượng nữ cường cá tính mạnh mẽ. Trong bộ ảnh mới vừa được thực hiện bởi tạp chí F Trung Quốc, Đàm Tùng Vận hiếm hoi thử sức với tạo hình quyến rũ gai góc. Cô diện trang phục cắt xẻ táo bạo bao gồm cả áo cúp ngực, khoe trọn xương quai xanh quyến rũ kết hợp mái tóc vàng lạ mắt. Đây là tạo hình cá tính nhất của Đàm Tùng Vận từ trước tới nay. Xuyên suốt bộ ảnh, cô nàng hầu như không cười, lúc nào cũng giữ thần thái lạnh lùng. Bộ ảnh trên khiến khán giả xuýt xoa sau khi được lan truyền, trong đó khả năng bắn ảnh của Đàm Tùng Vận được khen ngày một thượng thừa, không thua kém các minh tinh hàng đầu. Bên cạnh đó, nhiều người kỳ vọng trong thời gian tới, cô sẽ vào vai nữ tổng tài khôn ngầu nhờ khí chất vạn người mê của mình. Hiện bộ ảnh mới của Đàm Tùng Vận vẫn nhận được sự bàn luận lớn từ phía cư dân mạng. Trong thời gian tới, Đàm Tùng Vận sẽ tái xuất màn ảnh với phim hiện đại Em đẹp hơn ảnh sao đóng cặp cùng Hứa Khải. Trước đó, bộ phim Quy lộ Xin gọi tôi là tổng giám với sự tham gia của cô nàng cũng đạt được nhiều thành tích đáng nể.